tiếp tục chương trình thi đấu ở tháng 2, vận động viên trung đoàn 3 Tân Châu Trúc Sơn thi đấu với vận động viên Nguyễn Mạnh Hưng cho trận đấu đó là cân 48 kg nam trẻ.
kết thúc của hai tay với Vinh Trang Phạm Tiến Phát. Kết thúc trận đấu, tổng tài tuyên bố vận động viên Trương Thị Hoa đánh dấu